Ngày 3 tháng 1, giới chức Nhật Bản cập nhật số người chết do động đất vào ngày đầu năm mới ở miền trung nước này đã tăng lên 62. Một trận động đất mạnh 5,5 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Noto sáng nay. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ một quan chức phụ trách ứng phó thảm họa trong chính quyền Ishikawa ở Nhật Bản cho biết thêm có hơn 300 người bị thương, trong đó 20 người trong tình trạng nghiêm trọng. Theo đài NHK ngày 3 tháng 1, các hoạt động cứu hộ vẫn đang diễn ra tại tỉnh Ishikawa, tỉnh bị ảnh hưởng nặng trong trận động đất mạnh 7,6 độ vào ngày đầu năm 2024. Hàng chục ngàn người vẫn rơi vào cảnh không có điện. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập do động đất. Các quan chức Nhật Bản cũng cảnh báo dư chấn cường độ tương tự có thể xảy ra trong tuần này. Giới chức thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, thông tin 25 ngôi nhà đã bị sập. Lính cứu hỏa đã dùng cưa điện để có thể vào các tòa nhà bị sập và cứu những người mắc kẹt bên trong. Hỏa hoạn xảy ra trong lúc động đất cũng phá hủy khoảng 200 ngôi nhà ở Wajima. Tại thành phố Suzu gần đó, giới chức xác nhận hơn 50 ngôi nhà đã bị san bằng. Sáng 2 tháng 1, một chiếc trực thăng của đài NHK chụp được hình ảnh những chiếc ghế trong một bãi đậu xe ở thành phố Suzu được xếp thành chữ SOS, xin hãy cứu trợ. Hàng ngàn người ở các tỉnh bị ảnh hưởng vẫn đang trú tại các trung tâm sơ tán. Nguồn cung cấp nước ở một số khu vực đã bị cắt, trong khi người dân xếp hàng nhận nước uống. Động đất cũng gây ra lở đất, chặn ngang các con đường lớn ở cả hai thành phố trên. Một số con đường vẫn bị đóng.